Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube này nha. Tiếp tục thì video này mình sẽ tô màu cho một con cá sâu. Ok. Hơi mỏi chân một tí nha. Giờ mỏi chân mà cái mũi thì cũng bị nẹn đó mọi người. Mũi mình bị sao mũi. Cũng bị nẹn luôn. Này cái gì nè, con cá. Rồi. 5 giờ mấy rồi. Mình sẽ cố gắng quay tới 5 giờ à tới 6 giờ. Xong rồi mình sẽ đi tắm và mình sẽ đi làm móng. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tô. Ôi trời, cá sấu này hung hăng nhỉ. Rồi mình sẽ tô đầu tiên là ở dưới cái bụng là màu xanh lá nhạt nè. Ở trong cái vị cái vòm họng cũng làm này nữa nè. Đây tô ở đây. Nhìn ghê nhẹ. Nhìn cá sấu ghê ha. Những cái răng của nó sẽ là màu trắng. Thì mình đừng có tô nhầm vào với mọi người nhé. Răng nó màu trắng thì để né cái hàm răng của nó ra. Rồi mình đã tô xong cái phần bụng luôn đó rồi. Tiếp theo sẽ là cái lưỡi nè. Cái lưỡi màu đỏ nè. Thì những cái lưỡi, nói chung là những cái này nó tối tối nè, nó ít ít thì mình tô luôn. Tuyệt vời. Và bên trong đây màu đen này thì mình sẽ tô thử nha. Mình cũng không biết tại sao bên trong đây lại màu đen nữa. Ok. Rồi tiếp theo thì sẽ là màu xanh lá nhá. Thì mình sẽ sử dụng xanh lá cây nhạt này. Nó sẽ đậm, nó sẽ nhạt hơn màu xanh real thôi, chứ thật sự nó đậm hơn những cái màu khác. Mình thì mình không muốn tô màu xanh real, tại vì màu xanh real nó xấu á mọi người. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tô cái bàn chân ở đây trước nhé. Tiếp theo sẽ là cái phần mũi này. Các bạn sẽ tô hết cái này giùm mình nha mọi người nhé.
mà các bạn sẽ tô full người nó màu xanh này thôi là ok. Ừ, nên nhưng mà nhắc tới cá sấu thì là một cái loài động vật máu lạnh cho nên là ai cũng sẽ sợ. Nhưng mà cái lớp da của nó nha rất có giá trị mọi người. Lớp da của nó người ta sẽ đi làm những cái dây lịch này, bóp tiền này, túi này. Đó. Chắc là mình nghĩ là cái túi nó mắc hay rẻ à, phụ thuộc vào cái da của cá sấu nó như thế nào đó mọi người. Độ tuổi này rồi cái lớp cái độ tuổi là nó hụt vào da cái xấu gì gì á, mình nghĩ là như vậy á thì nó sẽ định giá lên được một cái món đồ, ví dụ như là cái túi xách trước đi thì đó, túi xách trẻ hay xấu là cũng do đó là kiểu vợ cọ tùm lum hết mọi người. Nhưng mà nghĩ đó là chắc hoàn toàn ta sẽ làm bằng thủ công là nhiều mọi người. Mình tô riết là cái chỗ này của mình nó bị chai luôn. Như mình đổi cách tô xíu nha. Các bạn tô mà các bạn không có tô đậm á thì nó sẽ ra cái màu nói chung không đẹp. Và thêm một điều nữa là cái nền giấy này nha, tô màu cực kỳ xấu. Kiểu nó cứ trơn trơn, nó cứ nói chung là tô không có đẹp á mọi người. Chút nữa mình xong rồi, tắm rửa xong thì mình mới đi. Hoặc là mình đi ra một về mình mới tắm. Đi xong rồi dậy mới tắm. Ok, mình đã tâu gần xong mọi người. Ok, video mình tô màu cá sấu này là kết thúc nha. Dạ, bye bye mọi người.